Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, tính đến ngày 8 tháng 5 năm 2024, tổng số máy bay đang khai thác của các hãng hàng không nội địa giao động từ 165 đến 170 chiếc, giảm khoảng 40 chiếc so với số máy bay khai thác trong năm 2023. Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm số lượng máy bay của các hãng hàng không nội địa được chỉ ra là do những máy bay đang trang bị động cơ Pratt Whitney BW1100 đang phải tháo động cơ để kiểm tra và sửa chữa chuyên sâu nhằm khắc phục lỗi của nhà sản xuất. Tại Việt Nam, các động cơ này đang được sử dụng trên các máy bay A321neo khai thác bởi Vietnam Airlines và Vietjet. Thời gian triệu hồi sửa chữa có thể kéo dài từ 140 ngày đến 160 ngày, thậm chí lên đến 365 ngày. Cũng theo Cục Hàng không Việt Nam, giá thuê động cơ đối với Airbus A321 là 80.000 đến 10.000 đô la Mỹ một tháng, tăng gấp đôi so với năm 2019. Giá thuê máy bay Boeing 787 là 160.000 đô la Mỹ một tháng vào năm 2022, hiện đã tăng lên 370.000 đô la Mỹ trên một tháng vào năm nay. Giá phụ tùng vật tư tăng từ 10 đến 13% so với thời điểm trước năm 2019. Thực tế này cũng khiến các hãng hàng không cân nhắc việc thuê thêm máy bay để xử lý tình trạng thiếu hụt máy bay và đáp ứng nhu cầu của thị trường. Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng hàng không chủ động kế hoạch khai thác và có phương án dự phòng bổ sung số lượng máy bay bị thiếu hụt do dừng bay đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan ra soát lại các quy trình để giảm thời gian quay đầu máy bay tại sân bay, cố gắng từ 45 phút xuống còn 35 phút, tăng thời gian bay đêm và đưa máy bay thân rộng vào khai thác.